Dạ, nắp mô thăm mà dắt nắp mô sang khai. Tâm, con xin kính đảnh lễ sư dẫn, con xin kính chào tràng một vị. Dạ, biết là cô trở lên được không ba, thưa cô? Dạ con xin nhường mic lại cho cô. Kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, sư Tệ Nhẫn cùng chư tôn đức tăng. Kính chào quý anh chị trong đạo tràng, con xin thỉnh pháp sư ạ. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Ramma chaloka dipati sahang bhakti katang chali anthi warang aya chatha. Santi tha satappa rachapha chatika desetu hammang anukam bimang pachang. Sathamma berin binayang cakayang sutang ca pandang abitham macamang ako tayang to satu sakyang babo tanaye parisa yamanche. Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng nghỉ hơi, biết lòng mở đạo dạy đời, nhắm giường lọc giả ngày dời chân sang, thuyết pháp độ các hàng đệ tử. Có năm thầy thỉnh dự pháp từ, đó là nhóm Kiều Trần Như, được ném hương vị hữu dư niết bàn, rồi từ đó mở mang giáo pháp. 45 hạ giáp vẹn toàn, một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm, cả tam giới thừa ân phổ cập, đã mưa lạnh rưới khắp thế gian, bởi nhân cớ tích rõ ràng. Thỉnh Ngài thuyết pháp nôi đàn từ bi, chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Dạ, con đã thỉnh pháp sư xong ạ. Dạ, xin gửi mic lại cho huynh kinh ạ. Kính mời bàn tay của huynh. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sân Khai Giá. À, kính lễ chư tôn đức tăng, xin kính chào tất cả quý vị. À, nghe rõ ha? À, xa thôi, xa thôi. À, hôm nay chúng ta tiếp tục vô bài học mới. À, trước khi vào buổi học, chúng ta cùng nhau đảnh lễ tam bảo tấn tắc. Samma sambuddho bhagava buddhaṃ bhagavantaṃ abhivadayami svakkhato bhagavata dhammo dhammaṃ namassāmi suppatipanno bhagavato savakasangho saṅghaṃ namāmi namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Samma sambuddhamatulang sasatthamma ganuttama
Avivariyapasisa Avithammapasangan. Tôi xin thành kính đảnh lễ đấng toàn giác vô song, giáo pháp tối thượng và giáo hội chúng tăng cao quý. Chúng tôi xin nói về những gì chứa đựng trong vi dự pháp. Nam mô Bổn Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sa Ngã. Kính thưa quý vị, trước khi chúng ta vào buổi học thì mời quý vị post lên cái bài học hôm nay để chúng ta lên đọc Bali cho nói là ha, có nhiều cái phước báo. Xin mời quý vị post cái bài Bali lên, mời quý vị lên cùng nhau thay phiên lên đọc cho nó tốt đẹp. Rồi cho thấy post lên ha. Rồi xin mời quý vị. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Đạo huynh xin đảnh lễ chào sư Thanh Tâm. Đạo huynh đảnh lễ chào sư Tuệ Nhẫn. Lần đầu tiên nghe sư Tuệ Nhẫn giảng rất là cái giọng rất là trong. Sa thú sư. Và đạo huynh cũng xin trân trọng kính chào toàn thể tăng ni. Quý tu nữ, quý cô, quý bà và tất cả anh em trong đạo tràng, và xin kính chào huynh kinh. Đạo huynh cũng xin nói ít lời tao ngộ là cảm ơn Nguyên Như, cũng nhờ Nguyên Như mà đạo huynh gửi cho những đạo huynh những cái tài liệu về diệu pháp và giới thiệu cho huynh đạo huynh vào cái room này nghe được. Huynh Kinh Bên Anh Đá giảng. Đạo huynh là một kẻ lãng tử lang bạc kỳ hồ rầy đầy mai đó, tính ghé chỗ này một chút, ghé chỗ kia một chút thôi, rồi đi chỗ khác chứ không ở lâu, mà không ngờ là vô dính đây là tự nhiên mê luôn. Mê vì diệu pháp, mặc dù hiểu rất là ít, thưa Huynh Kinh. Thì hôm qua là Huynh Kinh nói là đọc cái kinh này thấy có nhiều người ngại sợ, đúng. Tại vô mình thấy cái tâm mình tự nhiên sao nó xấu quá, nó ghê gớm quá, thành thử mình không dám nhìn mình. Tiếng Mỹ nói là mình có thể cheat everybody, but you cannot cheat yourself. Tức là mình có thể lừa tất cả mọi người trên thế gian này, nhưng mà mình không thử thể lừa chính mình. Nhưng mà mình phải nhìn cái bản thân của mình có thể tu tập được. Để vô đề này với đạo huynh, không muốn làm mất thì giờ đạo huynh thì thích kê ca. Thì đạo huynh xin đọc cái kinh mở đề của bữa nay, chắc sẽ lại là mấy cái tâm bất thiện phải không? Thưa huynh. Bữa nay rung quá, bữa nay là bữa dồn hết 10 thành công lập rồi, bây giờ mới còn mấy thành. Chê tá xích cá e cúp bà đá ni rô tha chá ê ca lâm bá na quách thu ca chê tô dứt ta tuyết bàn nhà xá đàm mà chê ta xích cá mắt ta tuy bàn nhà xá chê ta xích cá. Sát ba xích ta sát Tharana Satta Cách Thăng. Số 1 là Ê Cá Pháp Sô. Số 2 là Tuy Quê Đá Na. Số 3 là Sanh Nha. Số 4 là Chách Chá Tu Chách Tú. Xin lỗi, Chách Tú Chê Tá Na. Số 5 là Banh Chá Ê Gắt Gá Ta. Số 6 là Chá Chí Quýt Tin Truy Văn. Số 7 là Sách Tá Ma Má Ná Xí Ca Rô Cha Tí Sách Tí Mê Sê Tá Xích Cá Sách Ba Xích
tá sát đà rá na na má. Dạ không biết đọc nó lộn tùm kèo trong giá bây giờ không biết chưa rồi à, tại đạo huynh kéo nó lên xuống thành nó lộn xộn dạ à, xin đạo tràng kiên nhẫn chút xíu không biết tới đâu rồi không biết dạ à chắc cái chỗ tới đây nè sách dạ vậy là chắc là hết rồi phải không kinh huynh à còn cái đằng sau nữa coi thử dạ ba bá kinh ná à, số 6 là cha số 1 là ê cá quy tắc cô số 2 là tuy quý chá rô số 3 là tí tí là tức là số 3 của tiếng Pali á phí mốc khô số 4 là chá tu chá tú à, quý lý văn số 5 là banh chá bi tí số 6 là chá chanh đô cha tí cha ý mê người ta xích cá banh kinh ná ca na má ê quá mê tê chê ta xích cá a nhà sa ma na tí quê đi tấp à dạ chắc vậy là xong rồi phải không thưa huynh dạ nam mô bổn thầy dạ. Dạ cảm ơn huynh nhiều dạ đạo huynh xin nhường bích cho người khác ạ à. Dạ mô Phật sa thú anh đạo huynh rất là hay nhưng mà huynh để chút cái từ đoạn âm và trường âm đoạn âm và trường âm đọc chậm chậm thôi. Cái thứ hai là âm nhấn, ví dụ như chữ hai chữ n, hai chữ k, hai chữ t là nhấn một tí ha. Rồi chữ n mà nó có dấu ngã trên đó, đọc là nhờ ha. Ví dụ n mà có dấu ngã trên rồi cái kế tiếp là chữ a đọc là nhá ha. À, có mấy điểm cần để ý thôi, rồi quên để ý nha. Rồi sau đây tôi xin đọc bài ạ. Chê tá si cá e cúp bà đá ni rô tha chá e ca lâm ba na quát thú ca chê tô ta đi văn nhà xá đầm mà chê tá si ca ma ta đi văn nhà xá chê tá si ca sắp bá chích tá xà thà ra nà số 7 sắp tá cá thân số 1 ê cá bá xô 2 đí quê đà nà 3 tí sanh nhà 4 chá tú chê tá nà 5 banh chá ê cá gá ta 6 chá chi quý tinh quý dân số 7 sắp tá Mana Sikaro Cha Tí Sa Tí Mê Chê Tá Sika Sắp Bá Chích Tá Sa Tha Ra Na Na Má Bá Kinh Ná Ca Sáu Chá Số 1 Ê Cá Quý Tá Cô Số 2 Đí Quý Cha Rô Ba Tí Á Thí Mốt Khô số 4 chá tú quý rí văn 5 banh chá bì tí 6 chá chanh đô chà tí chá y mê chê tá xí ca bá kinh na ca na má ê quá mê tê chê tá xí ca anh nhá xá mà na tí quê đi tắp ba rồi xong bây giờ thì đọc còn nữa 52 tâm sở là tâm sở 52 trạng thái tâm yếu tố tinh thần đồng liên hợp với tâm vương đồng phát sanh và đồng diệt cùng với tâm vương đồng có một đối tượng và một căn cùng tâm vương được gọi là tâm sở 52 loại tâm sở tâm sở biến hành có 7 thế nào một xúc 2. Thọ 3. Tưởng 4. Tư 5. Nhất hành 6. Mạn quyền
bảy tác ý, bảy tâm xã này nằm chung trong tất cả các loại tâm. Tâm xã biệt cảnh có sáu: một tầm, hai tứ, ba thắng giải, bốn cần, năm hỷ, sáu dục. Sáu loại tâm xã này được gọi là riêng biệt hay biệt cảnh. Bát Kinh Naka, như vậy 13 tâm sở này phải được hiểu là tâm sở tợ tha. Rồi, sư mời, kính mời vị kế tiếp nha. Rồi, kính mời quý vị đưa tay lên. Chaitasika ekup ba da di di do tha cha eka nam ba na vak thu ka che to yutta vi ban nhà sa tham ma chaitasika mata vi ban nhà sa chaitasika Sapa Chitta Satha Rana Bảy Sata Cách Thăng Số 1 Eka Vasso Số 2 Vì Vedana Số 3 Tí Sanya Số 4 Chatu Chetana Số 5 Bành Chá Ekakyata Số 6 Chá Chì Vi Trình Riêng Số 7 Sattva Manasikaro Chati Sattime Chetasika Sappa Chitta Satharana Nama Bakinaka 6 Chá 1 Số 1 là Eka Vitakko Số 2 Tùy Vicharo Số 3 tí á thí mốc cô Số 4 chá tú vi đi dần Số 5 là banh chá vì Số 6 là chá chăn đồ Chá thí chá y mê chê tá si ca Bá kinh nhá ca nà má Ê quá mê tê chê tá si ca Anh nhá sá mà nà tí về đi tập bà tâm sở 52 trạng thái tâm yếu tố tinh thần đồng liên hợp với tâm dương đồng phát sanh và đồng quả diệt cùng tâm dương đồng có một đối tượng và một căn cùng tâm dương được gọi là tâm sở 52 loại tâm sở Tâm sở biến hành có bảy thế nào? Số 1 là xúc, số 2 là thọ, 3 là tưởng, 4 là tư, 5 là nhất hành, 6 là mạn quyền, 7 là tác ý. Bảy tâm sở này nằm chung trong tất cả các loại tâm. Tâm sở biệt cảnh có 6, 1 là tầm, 2 tứ, 3 tháng giải, 4 cần, 5 hỷ, 6 dục. Sáu loại tâm sở này được gọi là riêng biệt hay biệt cảnh. Bát Kinh Naka, như vậy 13 tâm sở này phải được hiểu là tâm sở tợ tha. Dạ, sa thúc, con đã trả bài xong, xin gửi mic lại cho vị kế tiếp ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, thưa đọc bài cho ngày hôm nay ạ. Chê Tá Xích Cá Ê Cúc Bà Đá Ní Rô Thà Chá Ê Cà Lầm Bá Ná Quắc Thú Cà Chê Tô
Yutta Duyanya Sathamma Chê Tassika Mata Duyanya Sathê Tassika Sapachitta Satharana 7 Sattá à, 1 Eka Passo 2 Duy Quê Đá Na 3 Tí Sành Nhà 4 Chát Tú Chê Tá Nà 5 Bành Chát Ê Cát Gá Tà 6 Chát Chi Quý Tinh Thúy Văn 7 Sắp Tá Manasika Rô Chà Tí Sắp Tí Mê Chê Tá Sí Cà Sắp Tá Chích Tá Sà Thà Rá Nà Nà Má Bát Kinh Ná Ca 6 Chát 1 Ê Cá Quý Tắc Cô 2 Duy Quý Trà Rồ 3 Tí Á Thí Móc Khô 4 Chát Tú Quý Ví Giàng 5 Bành Chát Bì Tí 6 Chát Chành Đồ Chà tí chá y mê chê tá xí cà bá kinh ná cà nà má. Ê quá mê tê chê tá xí cà anh nhá sá mà nà tí quê đi tóc bà. Tâm sở 52 trạng thái tâm yếu tố tinh thần đồng liên hợp với tâm vương, đồng phát sanh và đồng hoại diệt cùng tâm vương. Đồng có một đối tượng và cùng một căn cùng tâm vương được gọi là tâm sở. 52 loại tâm sở. Tâm sở biến hành có 7. Thế nào? 1. Xúc 2. Thọ 3. Tưởng 4. Tư 5. Nhất hành 6. Mạng quyền 7. Tác ý 7. Tâm sở này nằm chung trong tất cả các loại tâm. Tâm sở biệt cảnh có 6. 1. Tầm 2. Tứ 3. Thắng giải 4. Cần 5. Hỷ 6. Dục 6 loại tâm sở này được gọi là riêng biệt hay biệt cảnh Bát Kinh Ná Ca. Như vậy 13 tâm sở này phải được hiểu là tâm sở tự tha. Dạ con xin dâng mic lại cho người kế tiếp ạ. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, con vô thường. Dạ, con kính đảnh lễ quý sư. Dạ, quý chư tôn Đức Tăng Ni trong đạo tràng. Con kính chào thầy Kinh. Con xin trả bài. Dạ, cảm ơn chị Trần Đạo em biết có, biết tín hiệu dạ. Đâu mất rồi. Chê ta sĩ ca e cu pa da ni ro pa cha e ca lang ba na yak thu ca ba na wat thu ca chê to yuk ta vi ban nhà sa đam ma chê ta sĩ ca ma ta vi ban nhà sa chê ta sĩ ca Sapachitta Saparana số 7 Sakta Katang số 1 Eka Paso số 2 Vi Vedana số 3 Ti Sanya số 4 Chattu Chetana số 5 Bancha
Ekagata số 6 cha. Trì quy tình ri dằn số 7 satta. Manasikaro cha ti sat sat ti me che ta sikka sappak citta sathara nam nama bakin naka số 6 cha eka vi tanko số 2 vi vi karo số 3 ti Atimokko số 4 chặt tù. Quỳ ri dằn số 5 bành chặt. Đi tí 6 chặt chăn đồ. Chà thi chặt y mê chê ta xích khá. Hoa kinh nà khá. Nà mà. Ê hoa mê tê chê ta xích khá. Anh nhà xà mà nà tí quê đi tắp bà. Tâm sở 52 thái tâm yếu tố tinh thần đồng liên hợp với tâm vương đồng phát sanh và đồng ngoại diệt cùng tâm vương đồng có một đối tượng và một căn cùng tâm vương được gọi là tâm sở 52 loại tâm sở. Tâm sở biến hành có 7 thế nào: một xúc, hai thọ, ba tưởng, bốn tư, năm nhất hạnh, sáu mạng quyền, bảy tác ý. Bảy tâm sở này nằm chung trong tất cả các loại tâm sở biệt cảnh có sáu: một là tầm, hai tứ, ba thắng giải, bốn cần, năm hỷ, sáu dục. Sáu loại tâm sở này được gọi là riêng biệt hay biệt cảnh. Ba ba kiết na ca ba 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 kiết na ca. Như vậy 13 tâm sở này phải được hiểu là tâm sở tợ tha. Dạ, à, con đã đọc xong bài bài tâm sở và dạ, con xin xuống bếp dặn dạ. À, trao mai lại cho đạo hữu kế tiếp. Dạ, con cảm ơn đạo tràng và dạ, huynh kinh. À, huynh kinh miễn điểm nha huynh kinh. Là được là được. À, biết là biết là đừng có điểm nha huynh kinh. Xa thủ. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Khai. Dạ con Như Quỳnh, con xin kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con xin kính đảnh lễ sư Tuệ Nhẫn. Dạ con kính chào thầy kinh và toàn thể đạo tràng ạ. Dạ cho con xin đọc bài. Chê ta si ca e cấp pa đa ni ro tha cha e ca lam pa da wat thu ca chê tô yut ta duy ban nhà sát tham ma chê ta si ca duy ban nhà sát chê ta si ca sáp bát chi ta sa tha ra na bại sát ta ca thằng một e ca phát số hai duy quê đa na ba ti sanh nhà bốn cha tu chê ta na năm thành cha e các gá tà sáu chá chi quyết tin tiết dần bảy sát tá má na si cà rồ cha ti sát ti mê chê ta si cà sắp bát chi ta sa tha ra na đà má ba kinh na cà sáu chá một e ca quy tắc cô hai đi quy cha rồ ba ti atimokko bốn cha tu vi ti dần năm thành cha pi ti sáu cha chăn đồ cha ti cha y mê che ta si ca ta kinh na ca na ma e wa mê te che ta si ca an nhát
phá ma na ti quê đi tắp ba tâm sở 52 trạng thái tâm yếu tố tinh thần đồng liên hợp với tâm vương, đồng phát sanh và đồng hoại diệt cùng tâm vương, đồng có một đối tượng và một căn cùng tâm vương được gọi là tâm sở. 52 loại tâm sở. Tâm sở biến hành có 7, thế nào? 1. Xúc 2. Thọ 3. Tính tư 5. Nhất hành 6. Mạng quyền 7. Tác ý. 7 tâm sở này nằm chung trong tất cả các loại tâm. Tất cả tâm sở biệt cảnh có 6. 1. Tầm 2. Tứ 3. Thắng giải 4. Cần 5. Hỷ 6. Dục 6 loại tâm sở này được gọi biệt cảnh Parking Naka. Như vậy 13 tâm sở này phải được hiểu là tâm sở tợ tha. Dạ con đã đọc xong. Dạ có gì sai con xin thầy sửa lại giùm cho con ạ. Con kính mời đạo tràng. Dạ, đạo huynh một lần nữa xin thành kính đảnh lễ sư Pháp Thanh, thành kính đảnh lễ sư Pháp Tín, sư Tuệ Nhẫn, xin lỗi, cùng tất cả các tăng đức, quý tôn đức tăng ni và toàn thể quý anh chị em trong đạo tràng. Cảm ơn huynh kinh đã cho đạo huynh có cơ hội đọc thêm một lần nữa, hả huynh? Dạ, dạ sa thú huynh. Dạ, thì bây giờ đạo huynh xin đọc một lần nữa ha, tại vì chắc mọi người cũng đọc hết rồi, bây giờ đạo huynh xin đọc một lần nữa. Dạ, kéo xuống cho nó. Dạ. Chê tá xích cá e cúp ba đá ni rô tha chá chá e ca lâm ba na quách thu ca chút tha túy bành nhà xá thầm ma chê ta xích cá ma ta túy bành xá chê ta xích cá ba chích ta xa tha ra na sắp ta cá thăng. Số 1 là e cá phát sô, số 2 là túy quê đá na, số 3 là ti xanh nha, số 4 là chá tú chê tá na, số 5 là banh chá e gắt gá ta, số 6 là chá chí quý tinh tri văn, số 7 là sắp tá ma na xích ca rô cha tí sắp tí mê chê ta xích ca sắp ba chích ta sắp tha ra na na ma ba kinh na ca, số 6 là chá, 1 là e ca quý cô, số 2 là túy quy chá rô, số 3 là tí a thim mốc khô, số 4 là chá tú quý rí giang, số 5 là banh chá bi tí, 7 là chá chanh đô ca tí cha ý mê chê tá xích cá ba kinh ná ca na ma e wa me te che ta sit ka
Anyasamanati Vedittappa. Tâm sở năm hai trạng thái tâm, yếu tố tinh thần là đồng liên hợp với tâm vương, đồng phát sinh, đồng hoại diệt với tâm vương, đồng có một đối tượng và một tâm cùng với tâm vương, được gọi là tâm sở. Là có 52 loại tâm sở. Dạ, tâm sở biến hành là có 7 thứ. Thế nào? Thứ nhất là xúc, thứ hai là thọ, thứ ba là tưởng, thứ bốn là tư, thứ năm là nhất hành, thứ sáu là mạng quyền, thứ bảy là tác ý. 7 tâm sở này nằm chung trong tất cả các loại tâm. Tâm sở biệt cảnh có 6 loại. Thứ nhất là tầm, thứ hai là tứ, thứ ba là thánh giải, thứ bốn là cần, thứ năm là hỷ, thứ sáu là dục. 6 loại tâm sở này được gọi là riêng biệt hay biệt cảnh, bá kinh ná ca. Như vậy 13 tâm sở này phải được hiểu là tâm sở tợ tha. Dạ, dạ, chắc là hết rồi. Thưa Huynh, dạ. Dạ, cảm ơn Huynh một lần nữa. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, kính chúc đạo tràng thính pháp an vui, an tâm, tịnh lạc. Dạ, đạo Huynh xin xuống bếp ạ. Nam Mô Bụt Thầy, Nam Mô Tham Mài, Nam Mô Kha. Dạ, thưa con Châu Nguyễn ạ. Con xin kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con xin kính đảnh lễ sư Nguyên Thông, con xin kính đảnh lễ sư Tuệ Nhẫn, con kính chào thầy kinh và con kính chào toàn thể đạo tràng. Và con xin phép được đọc bài ạ. Chê ta xí ca e cấp bà đa ni rô thà cha e ca làm ba na quát thú ca chê bồ giúp ta Duy bàn nhà sa thầm mà chê ta xí ca ma ta. Duy bàn nhà chê ta xí ca. Sắp a chít ta xà thà ra nà. 7. Sắp ta ca thăng. 1. Cá. Phát sô. 2. Đuý. Quê đá nà. 3. Tí. Sàn nhà. 4. Chất tú. Chê nà. 5. Bành chá, ê các gá tà. 6. Chá, trì quyết tình trí dân. 7. Sát tá, má ná xí cà rô. Chà tí sách tí mê chê tá xí cà, sắp á chít tá xà thà ra nà, nà mát. Bá kinh ná cà, 6. Chá, 1. Ê cá, quyết tắc cô. 2. Đuý, quyết cha rô. 3. Tí Athimokho. 4. Chá tú Quý ri dằn. 5. Bành chá Pì tí. 6. Chá Chành đồ. Chà tí chá y mê chê tá xí ca bá kinh na ca nà mát. Ê quá mê tê chê tá xí ca anh nhá sâm mà nà tí quê đi tắp bà. Tâm sở 52 trạng thái tâm, yếu tố tinh thần, đồng liên hợp với tâm vương, đồng phát sanh và đồng hoại diệt cùng tâm vương, đồng có một đối tượng và một căn cùng tâm vương, được gọi là tâm sở. 52 loại tâm sở. Tâm sở biến hành có 7. Thế nào? 1. Xúc. 2. Thọ. 3. Tưởng. 4. Tư. 5. Nhất hành. 6. Mạng quyền. 7. Tác ý. 7 tâm sở này nằm chung trong tất cả các loại tâm. Tâm sở biệt cảnh có 6. 1. Tầm. 2. Tứ. 3. Thánh giải. 4. Cần. 5. Hỷ. 6. Dục. 6 loại tâm sở này được gọi là riêng biệt hay biệt cảnh. Bắc Kinh Na Ca. Như vậy, 13 tâm sở này phải được hiểu là tâm sở tợ tha. Dạ thưa, con đã đọc xong ạ. Con có đọc sai, con nhờ thầy sửa giúp con. Dạ con xin phép được xuống mic. Dạ con cảm ơn thầy Kinh ạ. À.
Sa thú. Kính lễ sư Như Tông mới vào room ạ. Hôm nay quý vị đọc chiến đấu ha, ai cũng 10 điểm 10 điểm, có vài người hơi ít điểm chút thôi. Trong room hình như thấy có mình Quỳnh Đạo Quỳnh là đàn ông ha, còn nhiều phụ nữ hết. Quỳnh làm sao cho nở mặt anh hùng được. Một hai tuần nữa là Quỳnh phải đọc lấy được 10 điểm hết được. Để mất mặt anh hùng quá. Ok, đó, giao cho Huynh trách nhiệm nha. Trong vòng tháng đó là Huynh phải đọc ào ào để về đóng cửa, đóng cốc luyện ngồi công. Bớt đi cà phê, bớt ngồi tán gẫu là không. Xà thú, xà thú. Rồi. Xin cái tự nhiên ạ. Rồi hôm nay là chúng ta học tiếp cái còn một khúc đuôi về cái phần thọ. Kỳ trước là mình học về tới cái chỗ mà cái sự tương đồng giữa hai thọ, đúng không? Cái thọ hỷ lạc ưu khổ này, cái mình học về sự tương đồng nó xong rồi ha. Đúng rồi, ok. Rồi bây giờ mình học tiếp theo năm thọ tương ưng nhân quả. Năm thọ tương ưng nhân quả. Mở ngoặc hiệp thế. Năm thọ tương ưng nhân quả. Mở ngoặc cái này. Hiệp thế. Mà tính phần hiệp thế ra, nhân quả tính phần hiệp thế thôi. Rồi xuống dòng, đặt đầu dòng. Khổ lạc bằng hai quả thân thức. Khổ lạc bằng hai quả thân thức. Đó, tức là thọ khổ thọ lạc thì nó về nhân quả, thì nó thuộc về quả của hai cái tâm thân thức thọ lạc và thân thức thọ khổ. Các nhớ bài không? Cái bài này học lâu lắm rồi nha, nhắc lại thôi ha. Rồi xuống dòng, gặp đầu dòng u và hỷ. U hỷ hai chấm. U hỷ hai chấm. Rồi xuống dòng a nhỏ nhân hai chấm. Nhân hai chấm. Hai tâm sân thọ ưu. Phải. Bốn tham hỷ. Phải. Bốn đại thiện hỷ. Phải. Bốn thiền sắc giới. Rồi b nhỏ đó, quả hai chấm. Nhân dân ra giờ b quả. Một quan sát hỷ. Một tâm quan sát thọ hỷ đó. Bốn đại quả thiện hỷ, hoặc là mình ghi là bốn quả đại thiện hỷ cho dễ. Bốn quả đại thiện hỷ. Rồi bốn quả thiền sắc. Rồi bắt đầu mình trình bày lại chút xíu ha. Về cái tương ưng nhân quả, về thọ khổ và thọ lạc, thì nó có ha, trong nó có hai cái tâm là thân thức thọ khổ quả là một, rồi thân thức thọ lạc quả bất thiện của nhân thì cái tương ưng về khổ với lạc thì đó là thuộc về quả.
đúng chưa, cái gì nó chưa nắm được cho cái bông cái đi, nhớ bài không, nhắc lại học cái này là ôn lại bài trước luôn ha, bài mà cũng mấy tháng trước rồi đó, đó ha. Rồi giờ tới u và hỷ, tức là thọ u và thọ hỷ, thì nó có hai là nhân và quả, nó có luôn cả nhân và quả luôn. Thì giờ về phần nhân thì nó có hai tâm sân thọ u, tức là tâm sân thọ u hợp phấn vô trợ, tâm sân thọ u hợp phấn vô trợ, thì nó thuộc hệ nhân, tức là hệ mình tạo nhân á, và tạo những cái nhân bất thiện á, tâm sân thọ u là nó có hai tâm thuộc về thọ u. Rồi bốn tâm tham thọ hỷ, bốn tham hỷ hợp tà ly đà đó, bốn tham hỷ đúng được chưa, nó thuộc về nhân. Rồi bốn đại thiện hỷ, tức là bốn tâm đại thiện thọ hỷ hợp trí ly trí đó, bốn cái đó đó học rồi ha. Rồi bốn cái tâm thiền sắc giới, tức là bốn thiện thiền sắc giới đó, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền là thuộc về thọ hỷ. Bốn thiền sắc là thuộc về thọ hỷ ha. Thì u với hỷ thì nó về nhân, thì nó có hai tâm sân nè, bốn tham hỷ, bốn đại thiện hỷ và bốn thiền sắc giới thọ hỷ. Nó liên hệ với hỷ. Rồi tới phần quả là b, là nói về quả thì có một tâm quan sát thọ hỷ quả thiện vô nhân, nhớ chưa, một tâm quan sát thọ hỷ quả thiện vô nhân thì nó thuộc hệ quả, nhớ chưa, nhớ bài nào, hãy chọn cái một đi, một quan sát thọ hỷ. Rồi rồi ok. Rồi bốn quả đại thiện hỷ, tức là bốn tâm quả đại thiện họ hỷ hợp trí vô trợ, hợp trí hữu trợ gì đó, bốn tâm quả đại quả thiện hỷ. Rồi bốn quả thiền sắc giới là thuộc về sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Thì như vậy là những cái vấn đề này là chỉ là nhắc lại và để cho quý vị biết cái nào là nhân, cái nào là quả một cách rõ ràng, tương ưng với những cái thọ khổ lạc ưu hỷ, đúng chưa. Rồi nắm được không? Rồi sự nhận diện các cảm thọ, cái dòng này sự nhận diện các cảm thọ, cái dòng dễ nhận hai chấm, dễ nhận hai chấm, khổ và lạc dễ quán, mở mở ngoặc là dễ quán, khổ và lạc. Rồi xuống dòng trung bình hỷ và u, khó và xả, rồi đúng rồi. Thì cái sự mà để mà nhận diện ra được các cảm thọ đó thì người ta phân ra làm được ba loại như vậy. Tức là cái loại mà mình dễ nhận nhất là về thọ khổ hoặc là thọ lạc, bởi vì nó hiện rõ lắm, nó rõ là chẳng hạn như cái chân mình ngồi thiền mà chân mình nó đau, nó thọ khổ thì mình dễ thấy liền, mình dễ quán, mình dễ thấy. Hoặc là thọ lạc, tức là cảm thấy thân mình nó được an lạc, thì nó dễ nhận diện. Cho nên đó là được phân ra bên phần thuộc về phần dễ. Rồi cái phần trung bình là thuộc về hỷ và ưu, hơi khó hơn chút xíu. Hỷ nhiều khi nó có những cái trạng thái hỷ mà vi tế mà mình cũng không thấy được, hoặc là những cái trạng thái ưu mà khó chịu nhẹ nhẹ mình cũng khó nhận được ha, thì nó cũng xếp vô những hạng trung bình hỷ và ưu, nó khó nhìn hơn là khổ. Và cái khó nữa là thọ xả, thọ xả là thọ ngoài bốn thọ trên, tức là một trạng thái quân bình, một trạng thái mà không vui, không buồn, không hỷ, không ưu, trạng thái này mình khó mà mình nhận diện được, phải có một cái khả năng về thiền quán khá mình mới có thể thấy rõ được. Đó là sự nhận diện về các cảm thọ. Rồi thì trong cái thọ này nó có gì, cái tâm sở thọ này nó là một trong những cái bốn cái đề mục để tu về tứ niệm xứ, tức là thân, thọ, tâm và pháp.
Thì cho nên cái cảm thọ, cái sở tâm sở thọ này nó rất là quan trọng. Nó là một trong những cái mà chúng ta có thể từ cái chỗ này mình có thể thấy được những cái pháp thực tính, và nó thể đưa chúng ta đến được đạt tới một trí tuệ rất là cao. Cho nên chúng ta phải lưu tâm tới vấn đề này, học cho kỹ vấn đề cảm thọ này. Rồi, về trái độ giữa các cảm thọ, hai chấm xuống dòng ha, trái độ giữa các cảm thọ, trái độ giữa các cảm thọ. Rồi, xuống dòng ha. Hỷ chuyển sang u bằng xả, hỷ chuyển sang u bằng xả. Rồi, u chuyển sang hỷ cũng bằng xả. Rồi, khổ chuyển sang lạc không cần, không cần xả, và ngược lại cũng vậy ha, khổ chuyển sang lạc thì không cần xả, mở ngoặc ngược lại. Đó, tức là khi mà hỷ đang một cái trạng thái mà thọ hỷ, mà nó muốn chuyển qua một cái cảm thọ khác, cái thọ ưu, nó đang vui mà qua nó buồn thì nó không thể làm cái bụp qua liền được. Nó phải có cái độ giữa, cái tâm lộ trình tâm mình diễn tiến nó phải vậy. Hỷ mà chuyển sang ưu, trước khi sang ưu nó phải lót cái thọ xả được, lót một cái tâm có cái thọ xả vô nó mới chuyển qua được, thì nó gọi là trái độ giữa hai cái đó. Hoặc là từ buồn mà chuyển sang vui nó không có làm liền được, nó phải qua cái xả, nó giống như quân bình lại cái dòng tâm thức mình, nó mới chuyển qua cái hỷ là được. Thì hỷ chuyển sang u phải có xả, và u chuyển sang hỷ cũng phải có xả. Nó giống như mà ngoài đời mình đang vui mình buồn liền thì cũng khó, nó phải qua một cái gì đó nó mới trở lại một cái trạng thái khác. Nhưng mà riêng cái khổ mà chuyển sang lạc á, thì không cần. Giống như cái thân mình bị khổ nhưng mà mình nằm xuống cái nó đã liền thì khổ chuyển sang lạc thì nó không cần xả, hoặc là lạc chuyển sang khổ không cần. Chẳng hạn như mình đang nằm nệm ấm êm, có người nào là quýnh cái bóp cái họ khổ liền thì nó không cần phải chuyển sang. Thì đó là cái vấn đề chúng ta cần phải biết giữa cảm thọ như vậy. Rồi, nắm được không, dễ ở không, dễ ẹt không? Đó, nãy giờ đang thọ xả cái vui cái này cười liền ha, xả và hỉ liền ha. Nhưng mà đang buồn thì đi qua cười cũng khó cười lắm. Rồi, bây giờ tiếp theo là xả đặc biệt, là thọ xả đặc biệt. Nhỏ nhỏ thiền xả trong thiền chỉ. B nhỏ thiền xả trong thiền quán. Như vậy tông tông vô ngay chết luôn. Thiền xả trong thiền quán. Mở ngoặc hành xả trí, thiền xả trong thiền quán, mở ngoặc hành xả trí. C nhỏ tâm. D nhỏ xả giác chi. E nhỏ là A La Hán đối cảnh xả, mở ngoặc lục nhập xả. A La Hán đối cảnh xả, mở ngoặc lục nhập xả. À,
tức là những cái trường hợp mà về cái thọ xả nó đặc biệt, tức là thứ nhất là trong cái thiền xả, trong cái thiền chỉ, tức là ngũ thiền đó, ngũ thiền thường thì nó thuộc về thọ xả, nó chỉ có định xả và định thôi, đó là một cái trạng thái xả mà nằm trong cái thiền chỉ, tức là người đắc tới ngũ thiền, hoặc là bốn cái thiền vô sắc, nó không vô biên, tức vô biên, vô sở hữu, phi tưởng, vi tưởng đó, nó cũng về thọ xả. Thì đó là thứ nhất là thiền xả trong thiền chỉ. Rồi thiền xả trong thiền quán, tức là khi mà đạt tới cái tuệ hành xả trí á, thì lúc đó bắt đầu bước vô cái thuộc về thọ xả, nó đi theo thuộc về xả, đặc biệt trong cái thiền quán. Rồi xả vô lượng tâm, tức là một trong cái tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ xả là xả vô lượng tâm biệt. Rồi tới chi, tức là một trong thức giác chi, tập tấn hỷ khinh định xả, tức là xả giác chi ha, thì nó nằm ở bên phần xả giác chi. Rồi cái chót là a la hán đối cảnh xả, tức là vị a la hán khi mà đối cảnh, tức là lục nhập, tức là mắt tai mũi lưỡi thân ý tiếp xúc với cảnh, thì đối với vị a la hán thì đối cảnh tâm là giữ một cái trạng thái rất quân bình, là thọ xả, tức là không có còn vui buồn như mình, lộn xộn như mình ha, cho nên a la hán đối cảnh là xả. Rồi nắm được chưa, nắm được quý vị cho cái bông đây. Hello, được không, dễ ở không? Thì cái này mình học rồi mình nắm được cái cách như vậy không? Dễ ở có gì đâu, xả mà trong thiền đặt đó, những cái liên hệ tới những pháp cao thì nó gọi xả đặc biệt. Rồi cái coi là những điều cần ghi nhớ. Giờ có mặt trong tất cả tâm, lòng hiện hữu 51 tâm sở. Liên hiệp tất cả tánh thiện bất thiện vô ký, thọ là thọ quẩn, rồi tương ưng với tứ danh quẩn, bất tương ưng sắc quẩn, rồi đúng rồi, xong. Tức là tâm sở thọ này thì nó có mặt trong tất cả các tâm, tức là từ tâm bất thiện, tâm thiện, tâm vô ký, tâm quả, tâm vô nhân, tâm siêu thế gì nó cũng đều có mặt hết, thọ nó đều có mặt hết, cho nên đó là có mặt trong tất cả các tâm, và nên liên hợp với tất cả các tánh, thiện cũng có, bất thiện cũng có, vô ký cũng có, và thọ đặc biệt, thọ là nó là thuộc về thọ quẩn, nó một trong cái tứ danh quẩn. Thọ tưởng hành thức thì nó thuộc về thọ quẩn, rồi nó tương đương với tứ danh quẩn, tức là đó thì nó nằm trong thuộc phần danh thì nó thuộc tương với tứ danh quẩn, và nó bất tương ưng với sắc quẩn. Rồi mình ghi thêm cái đoạn cuối là kết hai chấm, đoạn kết hai chấm, thọ quẩn
hai chấm kết hai chấm thọ uẩn ha. Thế nào là thọ uẩn hai chấm, thế nào là thọ uẩn hai chấm, thế nào thọ uẩn chấm hỏi vậy lộn thọ uẩn thế nào thọ uẩn chấm hỏi vậy lộn nào thọ bất cứ thọ gì thuộc hai chấm thuộc hai chấm quá khứ hiện tại vị lai bên trong bên ngoài thô hoặc tế, thô hoặc tế xấu hoặc tốt xa hoặc gần, xa hoặc gần phải là xuống nghe được gồm chung tổng kết lại, được gồm chung tổng kết lại đây gọi là thọ uẩn. À, tức là nói chung về thọ uẩn tức là dù có thọ ở quá khứ hiện tại vị lai trong ngoài thô tế xấu tốt xa gần được gom chung hết thì được là thọ uẩn. À, đó là như vậy. Còn cái sư Tệ Nhẫn nói cái này dạ đúng cái sư à, thì khi mà mình bật ca láng thì vẫn còn có thọ hỷ có thọ xả có thọ khổ có thọ lạc có đủ hết, nhưng mà khi ở đây mình chỉ nói tới vấn đề mà đối cảnh thôi. À, trong cái về thọ xả về đối cảnh là khi mà bật ca láng đối cảnh thì không có bị xúc động như mình, khi đối cảnh là tâm cái gì đó vẫn là bình thản, không có bị sân tham sân khởi, do đó người ta xếp vào trong cái vấn đề đó thôi, chỉ bên một góc đó thôi, chứ không phải là nói chung hết là như vậy. Đó là vấn đề chúng ta cần phải được hiểu rõ ràng ha. Rồi, được chưa? Có gì thắc mắc nào không? Có gì còn gì nữa không? Rồi, tâm sở tưởng, học thêm cái tâm sở nào không? Tâm sở tưởng, sanh nha chê lá xích khác. Nó từ cái căn chữ này, chữ sanh cộng chữ nha, tức là hiểu biết, nhận thức, biết cái đã từng biết, nó kêu là sanh cộng chữ nha, là sanh nhá. Hiểu biết, nhận thức, biết cái đã từng biết. Rồi, xanh nha, hai chấm, xuống dòng mình viết nguyên chữ luôn, xanh nha. Hai chấm, tưởng lại, nhớ lại.
nhận ra một vật gì đó, nhận ra một vật gì đó. Hay nhớ lại qua dấu hiệu đã từng biết, hay nhớ lại qua dấu hiệu đã từng biết. Đó là ý nghĩa của chữ sanya, thì chúng ta biết mà, cái sanya nó mang ý nghĩa là tưởng lại, nhớ lại, trạng lại, nhận ra một cái vật gì đó đó. Và nhớ lại vừa qua cái dấu hiệu mà đã từng biết trước, thì đó được gọi là tưởng. Rồi chúng dòng tưởng có ba, tưởng có ba hai chấm. Một, tưởng bất thiện. Hai, tưởng thiện. Ba, tưởng vô ký. Tức là tưởng mình phân ra được có ba loại, tức là tưởng thuộc về, nếu mà tưởng về những cái pháp, những cái điều bất thiện thì là tưởng bất thiện, còn tưởng về những cái điều tốt, nhớ lại những gì tốt là tưởng thiện, hoặc là tưởng vô ký là những cái tưởng về những cái mà không thiện, không bất thiện. Rồi tưởng phân ba như vậy, sau đó chúng ta có tưởng tiếp là tưởng có sáu. Tưởng này có ba, giờ tưởng có sáu. Ghi luôn ha, sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. Sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. Và cái là tính sao đây, lát sao ha. Sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. Tức là tưởng phân là sáu, tức là sắc tưởng, thinh tưởng, hương tưởng, vị tưởng, xúc tưởng và pháp tưởng. Được chưa? Là hiểu cái này không? Là sắc tưởng phân này có sáu loại như vậy. Tức là nhớ về cảnh sắc, nhớ cảnh thinh, nhớ cảnh hương, nhớ cảnh vị, nhớ cảnh xúc, nhớ cảnh pháp. Và tưởng có sáu. Rồi. Tứ ý nghĩa hai chấm. Một, trạng thái nhớ lại, cách nhớ, sự nhớ. Rồi số 2 là phận sự, nhớ lại sự việc đã qua do có dấu hiệu. Rồi giờ tới sự thành tựu, nhớ được sự việc đã từng biết. Nhớ được sự việc đã từng biết, mở ngoặc đúng sai, đóng ngoặc. Rồi nhân cần thiết, có cảnh tái hiện bài, có cảnh tái hiện bài. Rồi đó là bốn cái ý nghĩa của cái tâm sở tưởng này. Rồi về cái trạng thái nó, tức là một cái sự nhớ lại, cách nhớ hay sự nhớ lại qua sáu cảnh, sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. Tức là mình nhớ lại những cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh hương, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp gì đó, một trong sáu cảnh đó.
Thì cái phận sự đó là làm cho nhớ lại những sự việc mà đã qua, à, những sự việc đã qua, đã diễn qua rồi mà nó có một cái những cái vết dấu vết đặc biệt để mình mới nhớ lại được. À, phận sự nó nhớ lại những sự việc đã qua, còn có và sự thành tựu đó là nhớ lại được những cái sự việc mình đã từng biết, nhưng mà đúng sai tính sao, à, nhớ lại sự việc đã từng biết. Rồi cái nhân cần thiết nè là phải có cảnh hiện bài, là cảnh một cảnh tái hiện bài đó, tức là cảnh thì cảnh ngay hiện tại, à, mà nhớ lại cái chuyện quá khứ, à, chẳng hạn như mình nhìn cái người này mà mình nhớ lại một cái gì đó, đó. À, thì cái do cái cảnh hiện bài này, à, nó làm cho mình nhớ lại cái chuyện đó, à, thì đó là cái cảnh tái hiện, à, để cho huynh đạo huynh thấy vấn đề này ha. Tức là ví dụ giờ mình thấy một cái khúc gỗ, chẳng hạn như khúc gỗ, à, mình cưa khúc gỗ ra, cái mình để qua bên, mình đánh dấu, mình để qua bên, sau mình lấy lại, lát mình lấy lại hai khúc gỗ đó, mình nhìn lại khúc gỗ đó cũng là khúc gỗ cũ nhưng mà là cảnh mới, và cái khúc gỗ mình nhìn vào hiện tại nhưng mà nó có cái dấu hiệu để mình nhớ lại, à, cái khúc gỗ này hồi nãy mình cắt rồi, à, đó là có cảnh tái hiện lại để cho mình nhớ lại. À, hoặc là nhìn người này cái mình nhớ, oh, người này quen, người này mình đã có gặp ở đâu mấy tuần trước hay nữa đó, thì là phải cần phải có cái cảnh để mà nó tái hiện lại. À, thì chúng ta thấy là qua những ý nghĩa này mình sẽ thấy cái tâm sở tưởng nó rõ ràng hơn, được chưa? Có gì nói được không? Alo. Rồi, ha. Rồi giờ tưởng có hai mặt, hai chấm, đúng và sai. À, tức là tưởng có hai mặt, mà đúng còn sai cũng có. Chẳng hạn như giờ mình có vị diễn biết nhớ chuyện năm tiên tri đi coi voi, à, cứ không thể nói cái chuyện đó, tức là ông tiên tri nè, ông rờ cái chân con voi, ông nhớ, ông tưởng con voi nó giống như cái dòi, à, như cái ống. Ông kia thì nói chơi voi thì, à, như là cái công công giống như cái dòi, người rờ cái chân thì nói con voi thì nó mập mập bự bự ha, thì mỗi người có cái tưởng nhưng mà nó sai, nó không có đúng, à, đó là tưởng thuộc về, à, sai. À, hoặc là ban đêm mình nhìn thấy cái cọng dây mà nó nằm dưới đất, ban đêm mình mở mình nhìn thấy cái mình nhớ còn tưởng con rắn, à, nhưng mà thực sự nó là sợi dây, à, thì như vậy là cái tưởng mình nó sai, nó không đúng sự thật, à, đó. Cho nên vì vậy tưởng nó có hai cái vấn đề, đúng hoặc là nó sai, à, thì chúng ta thấy, à, cần phải để ý vấn đề này, không phải lúc nào mình tưởng nhớ là đúng đâu, à, có lúc đúng có lúc không. Rồi tiếp theo là sự liên hệ, ghi tiếp nha, sự liên hệ giữa tưởng, thức và trí. À, thí dụ lấy cái đồng tiền ha, thí dụ đồng tiền. Tưởng tri hai chấm, nhận ra đồng tiền qua cái biết của tưởng. Rồi thức tri nhận biết đồng tiền là vật có giá trị. Rồi, tuệ tri là phân tích được tính chất của đồng tiền. À,
tức là về, về tưởng nó có sự liên hệ với là thức của trí. Thì tưởng trí thì nó chỉ nhận ra cái đồng tiền qua cái biết của tưởng thôi. Thì giống như đứa nít thì nó thấy cái đồng tiền thì nó tròn tròn vậy, nó chỉ biết đó là cái đồng tiền thôi chứ nó không có biết cái giá trị. À, nhưng mà người lớn hơn thì có cái trí tuệ hơn, có thức hơn, thì cái thức tri, thí dụ như thức tri là nhận biết được tiền. À, đây là đồng, đồng 2 đồng, 5 đồng, 10 đồng á, là biết được cái giá trị của nó. À, nhưng mà cao hơn nữa là tuệ tri, tức là nhìn cái đồng tiền có thể biết được nữa. À, từ chất nào đó, vàng, chất bạc, chất gì đó ha. À, thì đó qua ba cái đề này để chúng ta thấy cái sự khác biệt giữa tưởng tri, thức tri và tuệ tri. Rồi, đó là sơ lược như vậy không? Rồi, ba pháp tưởng làm hại chúng sanh, hai chấm. Ba pháp tưởng làm hại chúng sanh. Dục tưởng, sân tưởng, não hại tưởng. Sân, sân, sân với thân, dục tưởng, sân tưởng, não hại tưởng. Đúng rồi, đó tức là ba cái pháp này nó làm cho chúng ta bị đau khổ, bị đắm chìm, bị như là bị những cái sự bất lợi trong cái đời sống. À, cho nên đó là ba cái pháp mà chúng ta cần phải biết. Thứ nhất là dục tưởng, tức là sự tưởng nhớ về những cái sắc dục, thinh dục, hương dục, khí dục, vị dục, xúc dục gì đó, thức pháp dục á, thì đó thì mình cứ tưởng nhớ về những cái dục đó. À, nó làm cho mình phải bị đau. Hoặc là sân tưởng, tức là cái tưởng nhớ về những cái sự sân hận, sự bực bội, khó chịu, sự uất ức, chuyện này kia là sân tưởng. À, não hại tưởng, tức là cái nhớ tới những cái việc mà thù hằn, sự muốn làm hại người này, hại người kia. À, thì những cái pháp tưởng này, nó đưa đến cái sự làm cho chúng sanh đau khổ. À, cho nên chúng ta phải cần phải biết và phải tránh né những cái tưởng đem đến cái sự đau khổ. Đó là ba cái tưởng này, dục tưởng, sân tưởng và não hại tưởng. Rồi, mười tưởng đưa đến lợi ích lớn. Mười tưởng đưa đến lợi ích lớn. Một, tưởng bất tịnh. Hai, tưởng sự chết. Ba, tưởng nhàm chán trong vật thực. Bốn, tưởng không hoan hỷ các thế gian pháp. Tưởng không hoan hỷ các thế gian pháp. Năm, vô thường tưởng. Sáu, khổ tưởng trên vô thường. Bảy là vô ngã tưởng trên khổ. Vô ngã tưởng trên khổ. Tám là tưởng đoạn tận.
chín tưởng ly tham. Mười là tưởng đoạn diệt. À, đó là 10 cái pháp tưởng mà nó đưa đến sự lợi ích. Thì tưởng không có phải là một cái tâm sở bình thường đâu, nó cũng là có một cái pháp để mà chúng ta tu tập về cái tưởng này. À, mặc dù nếu mình không khéo thì cái tưởng nó sẽ đưa đến sự tai hại, nhưng mà nếu mình khéo thì mình sẽ đem đến được nhiều cái lợi ích rất là lớn trong cái sự tu tập của mình. Chẳng hạn như chúng ta tưởng về bất tưởng về cái sự mà không có tốt đẹp, thanh tịnh gì đó, đối với thì chẳng hạn như cái thân con người mình gồm tóc lông móng răng da thịt gân xương máu mủ ruột non ruột già đàm nước tiểu phân gì ra, mình tưởng tượng về những sự bất tịnh như vậy thì nó giúp cho mình giảm được cái sự tham ái đối với cái thân ngũ quẩn này. Đó là những cái tưởng đem đến lợi ích cho chúng ta. Hoặc là mình tưởng về cái sự chết, thường xuyên suy nghĩ về sự chết, Đức Phật cũng có dạy vậy, chúng ta hãy niệm tưởng về sự chết. Khi chúng ta có cái sự niệm tưởng về sự chết, không phải là để cho mình bị bi quan yếm thế. Nhiều người ta nói đạo Phật là đạo bi quan, đạo yếm thế, nhưng mà không phải vậy, tại ta không có hiểu. Khi mà mình tưởng về sự chết như vậy, nó giúp cho mình có một cái sự mà tinh cần tinh tấn trong thiền pháp, mình cố gắng mình tu cho nó rốt ráo hơn, để cho nhanh lẹ hơn, để rủi cái chết nó đến bất kỳ lúc nào. Mà khi cái chết nó đến thì mình sao mà tu được, thì giờ còn sống thì cố gắng tu tập. Do nhờ cái tưởng sự chết này nó làm cái động cơ để nó làm phát triển cái khả năng về cái sự tinh cần, cho nên cái sự lợi ích của cái tưởng sự chết rất là tuyệt vời. Chứ không phải là nói ai cũng chết cái buồn rầu cái bi quan rồi cái sống rồi mà buông thả này kia, không phải vậy. Cái đó là tại vì đối với một người, những người ta không có biết về cái Phật pháp thì người ta sẽ bị rơi vô cái tình trạng đó. Và cũng nhiều người ta cứ thấy chết nếu người ta rơi vô cái trường hợp mà tự kỷ vậy đó, sao lại hay bị ủ rũ của mình nha. Đó là vấn đề mà không đúng nhàm chán mà trong thực mình là mình, bình thường mình khó mà nhàm chán trong người thực lắm. Mình thấy mình nào vẫn thích, mình tìm các con hơn mình ăn để mình thỏa thích trong người thực. Và chính vì như vậy chúng ta bị dính mắc trong đó, chúng ta bị đau khổ dính mắc trong những cái ăn mà ngày nào có nhiều người xấu lắm, cái gì ăn mà không ngon là nổi sân liền á. Bữa nào ăn là nấu vợ nấu dở lên cơm ăn là dầm nhận đóng nha. nó đem làm cho con người mình nó trở nên rất là thấp kém. Cho nên mình phải tưởng nhàm chán trong mọi thực, ăn vô thì cũng thấy ngon miệng đó, vô bụng là nó trở thành giòm gớm tanh thôi, nó đâu có tốt đẹp gì nữa, nó chỉ trước mặt vậy thôi. Nó là cũng tứ đại ra rồi, khi mà ăn vô nhai nuốt vô bụng mình nó đâu còn là tốt đẹp nữa. Cho nên mình tập như vậy để cho mình nhàm chán, không có tham ái dính mắc trong vật thực, giúp cho mình có một sự tiến hóa rồi còn được tu tập. Đó là vấn đề mà chúng ta cần phải được biết. Chứ mình không biết cách đó, mình khó tu, khó mà tiến hóa được trong vấn đề tu học. Rồi tưởng quan hỷ, không quan hỷ trong cái thế gian pháp. Trong cái thế gian pháp này thì mình phải suy nghĩ với pháp thế gian này nó chỉ là những cái thú vui tạm bợ, nó những cái mà vô thường nó đến, nó không thể nào mà chúng ta được tồn tại với nó. Cho nên chúng ta không nên quan hỷ những cái pháp thế gian, mặc dù có những cái để cho đó là sự hạnh phúc này kia, được giàu sang sung sướng là kia, nhà lầu sẽ được hạnh phúc, nhưng mà mình phải suy xét sâu hơn những cái này nó chỉ là sự tạm bợ, không có thật. Cho nên mình không nên quan hỷ với nó, mà hãy mình quan hỷ với nó càng nhiều thì cái sự mà dính mắc của mình vào cái thế gian pháp nó càng nặng. Mà hãy dính càng nặng thì cái con đường mà để mà đi ra thì chắc cũng khó, càng ngày nó càng dính vô thì rất là khó mà để thoát được. Cho nên phải tưởng không quan hỷ với các thế gian pháp. Rồi vô thường tưởng là mình suy tưởng, là tưởng về những cái sự mà thay đổi, sự biến đổi, sự vô thường. Tất cả pháp thế gian là sabbe sangara anicca tí, tức là vô thường, tất cả cái pháp hữu vi nó là vô thường, nó không có thật, nó thay đổi, lúc này nó khác, nó sanh nó diệt, nó sanh nó diệt. Thì như vậy đó là chúng ta thường xuyên hay luyện tập những pháp tưởng như vậy,
để nhớ, mình nhớ lại những cái pháp này để giúp cho mình có một cái sự tiến hóa trên cái con đường tu tập. Đại khái như vậy, chúng ta nắm, chúng ta đang học sơ cấp, nắm sơ sơ thôi, rồi khi nào ai muốn nghiên cứu sâu từng phần thì mình nghiên cứu đi sâu hơn. Rồi tới những điều cần ghi nhớ, hai chấm. Tưởng có mặt trong tất cả tâm, hữu với các tâm sở. Hiệp cùng thể tánh thiện, bất thiện, vô ký. Tương ưng với tứ danh quẩn. Bất tương ưng sắc quẩn. Tưởng là một trong năm quẩn. Tưởng là một, đó là bạn. Tưởng là một trong năm uẩn. Tưởng là một trong năm uẩn, tức là về tưởng uẩn, sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn, thì tưởng là một trong năm uẩn. À, đúng rồi. Rồi mình ghi chữ kết, tưởng uẩn. Kết hai chấm, tưởng uẩn. Thế nào là tưởng vẫn chấm hỏi, bất cứ tưởng gì thuộc hai chấm, bất cứ tạng tưởng gì thuộc. Quá khứ, hiện tại, vị lai. Bên trong, bên ngoài. Ồ, thế. Xấu, tốt. À, gần. Được gom chung. Được gom lại thành một nhóm. Được gom chung lại thành một nhóm. Đây gọi là tưởng uẩn. À, là cái chết ngay để mình biết được ha. Được gom chung lại thành nhóm, đây gọi là tưởng uẩn.
như vậy là tưởng quẩn, tức là quẩn là khối, là nhóm, là đóng, thì tưởng quẩn là như thế nào, là tưởng quẩn là những cái tưởng mà về quá khứ cũng có, hiện tại, vị lai, trong ngoài, thô tế, xấu tốt, xa gần, mà được gom chung lại thành một nhóm, một khối thì được gọi là tưởng quẩn. Là chúng ta biết sơ lược về những cái chi pháp, là những cái về cái tâm sở tưởng này. Như vậy là hôm nay chúng ta học được hai tâm sở, tâm sở thọ là phần cuối và tâm sở tưởng, thì cũng đã vừa phải lẽ hết giờ, cũng do cái hết giờ phải không quý vị? Đây hết đúng giờ phải không? Rồi cái này học phải phải không? Rồi cũng do phần phước báo hôm nay chúng ta học được, nguyện cầu cho chúng ta luôn có được năm pháp sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh và sớm có trí tuệ thành tựu chánh trí, đồng điều nha cả thể. Nam mô Bụt Thầy á, Nam mô Tam Bà á, Nam mô Sa Thầy á. Dạ alo, quý vị có nghe không à? Alo. Alo alo. À dạ, hôm nay sư thấy nó có hai cái điểm này mà nó trục trặc, không biết sư góp ý có được không thầy Kinh Minh Đà. Sư thấy cái điểm đầu tiên á là từ cái thọ hỷ mà nó qua cái thọ u á thì nó không có cần xả, mà chỉ có từ cái thọ u thì nó mới qua hỷ, nó mới cần xả mà thôi. Bởi vì từ thọ hỷ chúng ta đang cười nhưng mà người ta chửi cái này chúng ta sợ lên liền, có liền. Nhưng mà từ u đó thì nó qua hỷ thì nó cần phải có xả. Và cái điều thứ hai nữa mà sư thấy là sáu cái cảnh của vị A-la-hán toàn là thọ xả, lúc đó là xả không thì cái đó là nó có cái vấn đề. Bởi vì vị A-la-hán thì vẫn dùng những cái tâm duy tác thọ hỷ. Như vậy cái hành xả ở đây không có nghĩa rằng là cái tâm thọ xả, mà cái hành xả là nó có ở trong tất cả các tâm thiện. Và khi nào nó đi với thọ xả thì nó tăng cường cái mức độ xả của nó lên thôi ạ. À, cái đó là sư xin sư nghe và sư thấy được những cái điều như vậy thì sư góp ý. Và bây giờ sư xuống mức ạ. Và cái này là quy luật của pháp, nếu chúng ta để ý vào tâm á, thì chúng ta đừng có để ý vào vị A-la-hán, mà chúng ta để ý vào cái sự vận hành của cái lộ trình tâm. À, thì chúng ta sẽ thấy được cái điều đó. Dạ, bây giờ thì sư xin cúi nấc nè. Dạ. Mô Phật, con đem hết lòng thành kính làm lễ ba ngôi Tam Bảo, Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Kính lễ chư Tôn Đức Tăng, quý cô và quý Phật tử. Kính chào thầy Kinh. Thay mặt lớp học thành kính tri ân Quynh Kinh rất nhiều. Thầy Kinh đã bỏ thứ báo và có tâm từ giảng giải bài học hôm nay và chia sẻ Phật pháp với Phật tử. Thành thật cảm ơn sư, cảm ơn Quynh rất nhiều. Sau đây mời Nguyên Như hồi hướng phước báo nha. Nguyên Như giơ tay lên ạ. Rồi, kính chúc quý vị được vui, khỏe mạnh, tu hành tinh tấn, mau đến nơi giải thoát. Hẹn gặp lại quý vị. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ bạch sư, con thấy sư Huynh Kinh có giơ tay. Dạ xin mời bàn tay của Huynh ạ. Nam mô Bụt Thầy giá. Lên để giải thích chút xíu cho sư tự nhẫn về vấn đề này. Thứ nhất về vấn đề mà trái đoạn đó, sư
coi lại xíu cái này này, là khi mà cái lộ định tâm mà cái lộ mà đây ta nói về cái chữ từ cái u và nó qua qua hỷ à, chứ để là cái u không thể nào qua hỷ được à, tới cái lộ động tốc mà thọ u để nó muốn qua hỷ nó phải có hai cái lộn giữa, phải cái lộn giữa là phải là thọ xả thì nó qua hỷ được, hoặc là hỷ qua u thì mới đúng vậy, chứ mình không có thể nào nhảy từ hỷ qua u hoặc u qua hỷ được á à, cái này như vậy à, còn khổ với lạc thì nó được, khổ với lạc thì hai cái nó nhảy được. À, đây là chúng ta hiểu là cái sự lót để cho cái lộ định tâm nó được quân bình trở lại, chứ nó không có tầm bậy nhảy từ hỷ u hỷ được, không có thể nào vậy được à, còn về vấn đề mà vị a la hán ở đây là nói về một cái góc cạnh về đối cảnh chứ không phải nói về tâm à, tức là xả của vị a la hán là xả đối cảnh, tức là vị a la hán là không còn có sự vui sự buồn đối với khi mà đối với sáu cảnh sắc tinh hương vị xuất phát à, nhưng mà thực sự nếu nói về lộ định tâm thì vị a la hán vẫn còn có. Và khi mà đối cảnh nếu mà vị đó có cảm thấy vui thì nó cũng có cái thọ hỷ à, hoặc là thọ xả à, nó như vậy, nhưng mà u thì cũng có à, a la hán thì không có thọ u, bởi vì u nó chỉ có trong tâm sân à, chúng ta nên biết là mỗi một cái pháp nó có một cái góc riêng của nó, thì là khi mình nói ở cái góc độ này thì nó sẽ là như vậy, góc độ khác mình sẽ là khác, mình phải hiểu một cách rõ ràng để thôi mình lộn cái chỗ này à, nhưng mà một a la hán thì thân thọ khổ có, thân thọ lạc có, nhưng mà tâm thì thọ u không có, tâm thù không có, mà thọ hỷ có, thọ xả có, đó là học về phần tâm. Còn giờ mình đang học về cái góc cạnh của bậc a la hán, mà khi đối cảnh à, khi mà đối cảnh thì đối với bậc a la hán trong chú giải là đối cảnh của bậc a la hán, dù sáu cảnh nó đến thì những gì này tâm vẫn là giữ được một cái trạng thái mà không bị rơi vào trong những cái sự mà chao đảo. À, thì kêu là a la hán nó xả là cái chỗ đó, và chú giải là giải thích vậy chứ không phải là nói về cái thọ xả trong những loại tâm à, không biết sư có nắm được cái này không ạ à? À, nói vậy thôi chứ nó không phải nói về cái tâm đó, tâm a la hán thì phải có thọ hỷ thọ xả, đúng rồi sư nói đúng là hỷ xả có, nhưng mà riêng u thì không có, khổ lạc có à, đó là như vậy. À, thì đó là muốn lên để giải thích cho nó rõ ràng để cho Phật tử hiểu luôn, để thôi lẫn lộn trong này đây, lúc đó là chỉ nói về cái gốc của một vị a la hán xả, tức là đối cảnh thôi à, không có bị chao đảo như là phàm phu mình, khi mình đối cảnh cảnh tốt cái mình khoái, cảnh xấu cái mình sân mình ưu lên à, còn nhiều đối với a la hán thì đối cảnh xả là như vậy, là ý trong cái phần mình chú giải là giải thích đó là như vậy. À, nếu không có gì thắc mắc nữa, con xin xuống mic nhường lại cho room. À, kính chúc tất cả luôn được an vui trong pháp à, và mọi sự đều tinh tấn thông qua. Và Nam Mô Bổn Thầy ạ. Nam Mô Bổn Thầy giá và Nguyên Như xin thay mặt đạo tràng một lần nữa kính tri ân Nguyên Kinh đã vào lớp giảng dạy và trả lời những câu hỏi thắc mắc của chư tăng cũng như là Phật tử. Dạ bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ, con xin kính thỉnh sư Tuệ Nhẫn thay mặt chư tăng để phúc chúc cho đạo tràng ạ. À, con xin kính thỉnh sư ạ. Dạ sư rất là hoan hỷ, tại lúc đấy chú kinh nói về vấn đề thọ xả đó, nên thành thử cái chỗ này nó rất dễ bị hiểu lầm à, nên thành thử sư nghe cái đoạn đó thì để cho làm rõ nghĩa lên đó à. Chứ còn nếu mà nói về xả cái kia thì đương nhiên là cái đó là đúng rồi, nhưng mà lúc đó đang nói về cái thọ xả nên thành thử rất dễ bị cái lầm, nên là phải như vậy. Nhưng mà hình như là sư thấy một cái điều nữa là cái từ cái sân nó qua hỷ thì đúng là nó phải qua xả, nhưng mà sư nghĩ rằng từ cái hỷ nó qua sân thì nó hình như nó không có à, sư cũng không biết chú kinh coi lại xem có phải đúng không à, nhưng mà từ sân mà nó qua hỷ thì đúng là nó phải qua cái chạm xả, nhưng mà từ hỷ mà nó tuột xuống gốc mau lắm nên qua sân thì nó rất là dễ, nhưng mà từ sân mà nó lân lên á, thì nó phải qua xả, qua hỷ thì nó phải lân lên, thì hai cái này á, là chúng ta thấy là nó có một cái điểm là chỉ có từ sân mà qua hỷ thì nó mới có xả thôi. Không biết sư coi kỹ rồi cũng đúng hay không thì sẽ để khi nào mà ấy chú kinh ấy lại để cho sư biết thử. Bởi vì ngay trong đời sống hàng ngày thôi, ví dụ chúng ta đang cười vui mà có người ta chửi một cái là chúng ta buồn phiền bực tức liền. Còn cái khi nào chúng ta buồn mà người ta nói lăng lỉ mình hoài thì mình mới từ từ mới tha thứ được. Điều này nó rất dễ xảy ra trong đời sống, nên là
là cái đó thì sư ấy như, thì lúc đấy thì sư thấy nó một cái điều đó đó. Bây giờ thì sư xin chúc phúc là dạ. Phawatu sapa mangalang rakhantu sapa devata sapa bhutanu pavena sada soti phawantu te phawatu sapa mangalang rakhantu sapa devata sapa dhammanu pavena sada soti phawantu te phawatu sapa mangalang rakhantu sapa devata sapa sanghanu pavena sada soti phawantu te. Tất cả phước báo hằng có đến người, xin chư thiên hộ trì đến người. Do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư Tăng, các sự thành lợi thường thường đến người. Xin cho quả có tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, thủ bây giờ sư xin xuống mít nè. Dạ. À, sư rất là mến chú Kinh Ninh Đa, mặc dầu sư học biểu pháp rất là nhiều thần thuộc nhưng mà sư cũng vẫn thích nghe những cái điều này, nghe đi nghe lại hoài à. Nên là có cái điều gì sư tham gia góp ý ở đây để cho nó rõ lên thôi, chứ không có cái gì hết ha. Tại vì lúc nãy chú đang nói về thọ xả nên nhiều khi bị hiểu lầm. Dạ, nên là sư thứ nhất là sa thú. Dạ. Sa thú, sa thú, sa thú. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng tự kính tri ân sư Tuệ Nhẫn đã thay mặt chư tăng để chúc phúc cho đạo tràng của chúng con hôm nay ạ. À. Và bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ, Nguyên Như xin kính mời chư vị cùng với Nguyên Như hồi hướng sau khi nghe pháp ạ. Dạ đề hoa tà san ti vi ha ra hoa si ni thu bê kha rê bô thi kha rê tà hình tà hình tà tham ma đà nê na pha văn tu pu chi ta so thân ca ron tê tha vi ha ra măng đà lê thế ra cha mắt cha na hoa ca cha phình kha vô xa ra mi ca đà na ba ti u pa sa ca Gamma cha de sa ni gamma cha isara sabba na phu ta sukhita pha văn tu tê. Chỉ là bu cha ye bi cha an da sam pha hoa san se da cha ta tha vô pa pa ti ca. Ni ya ni kang tham ma hoa răng pa tình cha tê sam bê bi đung ka sa ka ron tu sang ka yang. Tha tu chi răng sa tăng thầm mô thầm mắt tha ra cha bùng ga la sang khô hồ tu sa mắt gô qua anh tha ya cha hi ta ya cha âm hê kha tu san thầm mô sắp bê bi thầm ma cha ri nô vua thinh sầm ba bù nây ya ma thầm ma ri yap ba quê đi tê Y đằng nô nha ti năng hô tu su khi ta hoan tu nha pha dô. Y đằng nô nha ti năng hô tu su khi ta hoan tu nha pha dô. Y đằng nô nha ti năng hô tu su khi ta hoan tu nha ta dô. Y đằng quá tám mê buồn nhàn à sa quá khá già quá hằng hồ tu quá nà gá tề. Cà lê. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui. Cho sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm, ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Dạ Nguyên Như xin trân trọng kính mời chư vị trở lại lớp học Nguyên Như Kỳ Viên vào tuần sau, thứ hai của Mỹ ở vào buổi tối và thứ ba của Việt Nam vào buổi sáng. Nguyên Như xin trân trọng kính chào toàn thể chư vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.